kênh hướng dẫn đầu tư chứng khoán phái sinh Forex vàng. Dựa trên phương pháp Quick Out kết hợp Bollinger Action phân tích hành động giá và dựa trên cấu trúc thị trường ECMC để xác định xu hướng của biểu đồ giá trong chứng khoán. Đầu tiên là cổ phiếu AIS, bạn nhìn thấy là cổ phiếu AIS. Thì ở đây, khi mà chỉ số RSI đang về 41 là vùng, là khi mà chỉ số rơi về dưới vùng có bán thì nó đã nảy lên luôn. Và ở đây tôi thấy rằng các cổ phiếu dòng chứng khoán hầu như đã hồi lại ít nhất khoảng 10% luôn. Tính từ đáy này họ đã hồi 10%. Bên tại ở đây cái phiên sau cái phiên tăng 3,44%, thì cái phiên ngày thứ sáu ta nó đang đi ngang. Và nếu như cổ phiếu này để đi lên được thì nó cần phải có thời gian hấp thụ lại cung ở vùng trên này, tức ở cái vùng giá chín của chúng ta. Và đây là vùng giá mà rất nhiều thứ đang kẹp hàng, và lên vùng này là vùng cũng chốt lời của nhà đầu tư bắt đáy ở phía dưới này và nhà đầu tư đang kẹp hàng phía trên này. Như vậy nếu chúng ta mua đuổi ở đây cũng rất là rủi ro, chúng ta chờ nó sẽ đi ngang từ 2 đến 3 phiên với biên độ thấp, với cái khối lượng thấp thì chúng ta mới chờ đợi cơ hội để bứt phá đi lên mua theo phiên nổ để đi lên, hoặc chúng ta phải chờ đợi nó test lại phía dưới này. Nếu đi ngang không đi lên mà phải test lại phía dưới trước khi đi lên, và test lại phía dưới thì nó test lại chính là cây nến phía dưới của ta. Đấy là cổ phiếu AIS, vì ở đây là cũng là cái nền của nó, nền đi lên của nó đúng không? Nó đi lên từ đây thì nó đã về từ đây và nó bắt đầu lại hành trình từ đầu. Với cổ phiếu AGR đúng không ạ? AGR cũng như vậy, các bạn nhìn thấy rằng cái nền giá của nó ở phía dưới này đúng không ạ? Nền giá đi lên nó ở đây thì nó cũng là về lại cái nền giá của nó. Và về cái nền hỗ trợ này thì nó bật lên, nhưng vấn đề chúng ta phải chờ đợi nó bật lên phía trên này, thì ở đây để nó hấp thụ lại cung của chúng ta nó cần thời gian, nó cần một vài phiên đi ngang để hấp thụ lại cung, sau đó nó bật lên hoặc cũng như cổ phiếu AIS nó cần phải về để test lại, cho nó đi lên thì tạo chúng ta đáy mới. Thì đấy là cổ phiếu AGR. Như vậy trong những cái phiên mà sắp tới mà chúng ta chờ đợi thị trường nó test lại, thị trường test lại, bởi vì chúng ta nhìn VN30 đó, nó đi lên như này với khối lượng giảm mạnh như này thì nó cũng cần phải test lại trước khi nó đi lên. Các bạn nhìn thấy rằng ở cái phía ở đây đúng không ạ, ở phía cái thời gian của tháng 10 năm ngoái nó cũng như vậy, nó cũng tăng gần 3%, nó đi lên và nó đi ngang, nó gãy. Và ở đây chúng ta thấy rằng lên đây nó có thể nó lấp gáp quay lại cái vùng cung phía trên của chúng ta ở cái chỉ số VN50. Vậy chúng ta tránh mua đuổi trong trường hợp tới, trong tuần tới đúng không? Chúng ta chỉ chờ đợi cơ hội thì test lại với biên độ thấp thì chúng ta mới có thể mua. Còn nếu không test lại, nếu như nó vẫn đi ngang vùng trên này thì chúng ta cẩn thận, chúng ta chưa mua hàng vội đúng không ạ? Chúng ta chưa mua vội, chúng ta phải chờ nó. Nếu như nó vượt phải vượt qua vùng kháng cự của ta, mà để vượt qua vùng kháng cự này thì bài toán nó sẽ khó hơn so với việc nó test lại để giúp tất cả nhà đầu tư đã bắt đáy và nhà đầu tư đang kẹp hàng vẫn đang lo thua lỗ thì họ bán ra tiếp. Thì đấy là cổ phiếu AGR. Với cổ phiếu APG, APG cũng như vậy, nó đang ở vùng cái nền, nó về lại cái nền đúng không ạ? Như vậy nền này là nền rất chắc chắn đúng không ạ? Và cần phải test lại. Đây là đang có thể là test lại vùng cái đường MA20 của ta. Thì kịch bản của nó cũng có thể là để test lại với khối lượng thấp thì các bạn mua đúng không ạ? Và hiện tại cổ phiếu APG này khối lượng cũng tương đối thấp đúng không ạ? Chỉ có 310.000 cổ phiếu được giao dịch. Và như vậy là vùng này là vùng cạn kiệt cung của nó. Vì khi mà cạn kiệt cung thì bạn cũng có thể bắt đầu tham gia mua khi nó test lại với khối lượng vẫn tiếp tục cạn kiệt thế này. Với về lại đáy này, với khối lượng cạn kiệt thì bạn có thể mua được cổ phiếu này. Với khối lượng khoảng dưới 900, dưới 1 triệu cổ phiếu một phiên. Thì đấy là cổ phiếu AGR của chúng ta. Cổ phiếu API đang kênh dưới, đã bỏ qua, nó không quan tâm. APS cũng như vậy, nó vẫn chưa vượt qua được vùng trên này, nó vẫn đang đi ngang trong thời gian rất dài. Với khối lượng thấp như này nó không có dòng tiền vào. Với BCG, với cổ phiếu BCG thì bạn nhìn thấy rằng nó cũng gãy đúng không? Nó gãy đang đi xuống, rõ ràng đang đi xuống. Và để nó thay đổi cấu trúc của nó thì nó cần phải vượt qua vùng kháng cự của chúng ta. Các bạn nhìn thấy rằng đây nó cái này đúng không? Nó giảm, nó cần vượt qua vùng kháng cự. Ở đây cũng vậy.
ở đây nó cần phải vượt qua vùng kháng cự của chúng ta. Và vùng gần nhất thì nó phải là cái đỉnh, đỉnh gần nhất ở đây để tạo ra đáy thấp nhất. Tức vùng vượt qua vùng hình hộp này thì nó sẽ tiếp tục đi lên, còn không thì nó rơi thuốc. Rồi tiếp luôn, ở đây khối lượng nó đã cạn kiệt rồi, khối lượng cạn kiệt rồi thì test lại lần nữa. Vì nó rơi với khối lượng biên dài như này đúng không? Thì nó cần phải test lại lần nữa trước khi nó đi lên. Và test lại với khối lượng cạn kiệt khoảng dưới 6 triệu cổ phiếu đúng không? Dưới trung bình của 20 ngày thì chúng ta có thể tham gia mua vị thế của cổ phiếu này để cho một sóng đánh lên bên trên này, hồi lại ít nhất là 75% luôn. Khi mà hồi lại thì nó thường là hồi lại phải Fibonacci 0.7. Thì đấy là cổ phiếu BCG của chúng ta. Cổ phiếu BMS ạ. BMS cũng rơi rất là sâu từ vùng 14 về vùng 9 luôn. Như vậy cái vùng biên nó rơi rất là mạnh. Các bạn nhìn thấy nó rơi từ đây đến đây đúng không ạ? Nó rơi từ đây về đây. Như vậy là rơi khoảng 45%, rất 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 nhiều đúng không ạ? Nhà đầu tư thua lỗ ở đây rất là nhiều. Vì vậy mà nó cần phải ở đây, nó khối lượng nó đã cạn kiệt đúng không ạ? Chỉ có 81.000 cổ phiếu được giao dịch, và phiên tăng tăng mạnh thì nó cũng chỉ có 200.000 cổ phiếu. Như vậy ở đây là vùng này là vùng không có nhà đầu tư bán ra nhiều hơn, nó cần phải test lại lần nữa với khối lượng thấp đúng không ạ? Ở đây khối lượng là dưới 300 đúng không ạ? Đây cũng thế. Như vậy ở dưới vùng dưới này là cái vùng mà bắt đầu là gom lại hàng, và chúng ta chờ đợi nếu như phiên tăng đúng không ạ? Phiên tăng khối lượng nó tăng lên thì chúng ta sẽ bắt đầu mua ở đây và lên phía trên này, vùng 13, có thể vùng 13 lên phía trên này. Đấy cổ phiếu BMS. Với cổ phiếu BSI thì bạn nhìn thấy rằng nó cũng so với các thị trường chung thì nó có thể khỏe hơn luôn, bởi vì nó chưa về được đáy của nó, các cổ phiếu khác thì về đáy. Đối với cổ phiếu này thì bạn cứ nhìn luôn, nó giảm từ đỉnh về đáy là 30% rồi đúng không ạ? 30%. Thì khi nó hồi lên thì để nó vừa hồi lên để nó vượt qua cái vùng này, cái hình hộp này chính là cái vùng bắt đầu nó sẽ được cấu trúc của nó. Và ở đây các bạn nhìn thấy rằng ở đây dòng tiền lớn đúng không ạ? Ở đây có dòng tiền rất lớn vào ở vùng đáy này, và đây là một cái nến đỡ cung, nến đỡ cung với 2 triệu cổ phiếu tiếp tục ở đây. Khi mà nó kéo lên vi khối lớn như này mà nó không vượt qua được đúng không ạ? Thì nó giảm ngay lập tức, nó lại bật lên lại. Thì ở cái vùng này cũng sẽ như cái cổ phiếu khác, nó cần phải test lại. Các bạn thấy rằng nó đi lên nhưng mà khối lượng nó không quá cao đúng không ạ? Không quá cao thì nó cần phải test lại lần nữa, test lại cái đáy lần nữa trước khi nó đi lên. Và việc test lại lần đáy thì chúng ta chưa biết được rằng nó có tạo đáy mới không đúng không ạ? Ta chờ đợi xem, nếu nó test lại đáy khối lượng lớn đúng không ạ? Thì nó tiếp tục, nó sẽ rơi tiếp cái đáy này, vì nó chưa về cái đáy đi lên của nó. Cái vùng nền này là vùng 80 là vùng nền nó đi lên, như vậy nó chưa đến cái vùng nền thì nó có thể là về đây nữa, vì cổ phiếu này cũng là cổ phiếu mạnh của thị trường và khối lượng nó cũng bắt đầu giảm dần. Các bạn nhìn thấy khối lượng nó bắt đầu giảm dần luôn, thì ở đây nó có thể nó test lại lần ở cây nến này, có thể ở vùng giá ở đây chẳng hạn, thì bạn có thể quan sát được cái vùng này. Và nếu như ở đây nó kéo lên nó không vượt qua được cái vùng đỉnh của nó, vùng 38, thì nó sẽ rơi lại ở cái vùng mà 3 chẳng hạn trong một thời gian tới. Đấy là cổ phiếu BSI. Chúng ta cổ phiếu BVS đó. BVS thì nó gãy, nếu như tính từ cái đỉnh luôn, chúng ta cũng nói chiết khấu được 27%, nó cũng rơi 27% rồi. 30% như vậy là nó chiết khấu 30% cho chúng ta. Và ở đây nó bắt đầu cái đường giá bắt đầu nằm trên cái đường MA150 và nằm trên đường MA200. Còn đường MA150 nó vẫn chưa vượt qua, nên xuống đường MA50. Và ở đây nó cũng quay lại cái, nếu vượt qua được cái vùng đỉnh gần nhất thì nó vẫn thay đổi xu hướng. Còn hiện tại nó vẫn đang xuống, đi xuống ạ, chưa vượt qua đỉnh và tạo đáy thấp hơn. Đáy đây đang đáy thấp hơn, như vậy đang xuống, đi xuống, nó chưa tạo cấu trúc đi lên. Và khối lượng cũng đã cạn kiệt ạ, khối lượng ở đây cũng đã cạn kiệt rồi. Vì khối lượng cạn kiệt thì nó có sự tích cực ở đây, không có sự bán ra nữa, nhưng khi kéo lên nó cũng không có kéo lên mạnh mẽ, không như phía bên này đúng không? Kéo lên rất mạnh với khối lượng lớn, thì chúng ta chờ đợi nếu phiên vào hàng với khối lượng lớn đúng không? Khoảng 500 đến 1 triệu cổ phiếu hoặc 1,5 triệu cổ phiếu thì
nó cho thấy rằng cái nhà đầu tư tổ chức họ đã bắt đầu mua lại và kéo lên. CSI kênh dưới tôi bỏ qua. CTS, đối với cổ phiếu CTS rồi thì các bạn cũng thấy rằng nó sẽ đã giảm 43%, giảm rất mạnh, giảm gần như là 5%. Các nhà đầu tư mua ở vùng 32 về vùng 22 đã giảm rất đã mất thua lỗ rất là nặng và nó cũng đã quay lại cái vùng nền đi lên của nó. Khi gặp vùng nền đi lên nó bật lên và chúng ta cũng chờ đợi rằng nó phải vượt qua cái vùng này. Để nó vượt qua cái hình hộp này thì nó xác định cho ta cái cấu trúc là cấu trúc tiếp tục đi lên. Còn hiện tại nó vẫn đang phá đáy thì là cấu trúc đi xuống. Và với cấu trúc đi xuống thì các bạn cũng chỉ bắt thăm dò mà thôi, chúng ta không thể bắt mạch được. Và chúng ta chờ đợi nó test lại cái đường MA 200 của chúng ta. Test lại đường MA 200. Cổ phiếu FTS. FTS tính từ đỉnh về đến đấy là giảm 35%. Như vậy cổ phiếu này cũng giảm tương đối là ít hơn so với các cổ phiếu trước nữa. Cổ phiếu BVSI thì giảm 30%, cổ phiếu này thì giảm 30-35%, cổ phiếu CTS thì giảm 43%. Như vậy càng cổ phiếu đầu cơ mạnh luôn, cổ phiếu này giảm ít hơn các cổ phiếu trước thì nó thấy ra sức mạnh của nó khỏe hơn. Và hiện tại nó gấp được cái gap này, nó đang đi lên từ vùng giá này luôn. Đi lên từ vùng giá này thì nó về tới vùng giá đó. Và đây là vùng khung trợ rất cứng của nó. Cái nền này tính từ tháng 7 đúng không? Đến tháng 12, tháng 9 đúng không? Nó đi lên, nó về lại cái nền này. Và nếu như nó về lại cái nền này đúng không? Thì nó có thể kéo lên lại vùng 45 của ta. Khi nó test lại đúng không? Nhưng ở đây khối lượng bán ra rất mạnh, rất lớn. Khối lượng bán ra rất lớn rồi. Thì đây chính là vùng phân phối tập kéo lên vùng trên này. Nó có thể kéo lên vùng, nó test lại vùng dưới này đúng không? Xong nó hồi lên vùng trên này, vùng 45. Trước khi nó thay đổi cấu trúc của thị trường. Và đây chính là hiện tại tạo ra phiên phân phối của nó, tạo ra vùng giá phân phối. Và nếu lên phía trên này nó tích lũy lại thì nó đi lên, còn không thì nó rơi. FPS thì nó rơi mạnh đúng không? Thanh khoản thấp thì này chúng ta không nên tham, chúng ta chưa nên tham gia vụ. Đợt này chúng ta chỉ tham gia những cổ phiếu blue chip đúng không? Của dòng chứng khoán. Khi mà dòng chứng rơi xuống mạnh thì dòng chứng khoán nó hồi lại thì nó sẽ cứu thị trường, và chúng ta phải dựa vào những dòng blue chip, những dòng dẫn của nó. Còn những cổ phiếu mà nhỏ nó không thể nào kéo được thị trường lên. Cổ phiếu HCM đúng không? Đối với cổ phiếu HCM thì bạn nhìn thấy rằng nó cũng giảm 33%, như vậy giảm ít hơn so với cổ phiếu FTS đúng không? Và hiện tại nó đang nằm dưới cái đường MA 200, xu hướng của nó đang bị gãy. Và xu hướng gãy thì nó cần, nếu như nó hồi lại đúng không? Nó vượt qua cái đỉnh gần nhất, đỉnh này, nó vượt qua hình hộp này thì nó xác định chúng ta cấu trúc tiếp tục cấu trúc thay đổi cấu trúc. Còn hiện tại nó vẫn đang cấu trúc đi xuống và nó cũng về lại cái nền cũ của nó đúng không? Nền cũ của nó phía dưới này. Nền của nó đây thì nó bật lên, và nó bật lên này theo pháp quy cọp đúng không ạ? Khi bật lên tạo ra phương tại cái đây là tạo ra cái BS, và đây lên phía trên này nó có tạo ra một cái BC phía dưới ST đúng không ạ? ST BC thì khi đây nó sẽ rơi tự do, nó cho thấy rằng nếu như ở đây nó rơi xuống là cũng sẽ đỡ cung của các nhà đầu tư tổ chức, nó sẽ xem kiểm tra xem cái liệu việc bán ra nó mạnh mẽ không. Và ở đây khi bán ra thì các nhà đầu tư tổ chức thì họ chỉ bán một phần thôi, bán một phần để kiểm tra cung cầu thị trường như thế nào. Và chúng ta chờ đợi nếu như nó test lại với khối lượng thấp nữa, test lại khối lượng thấp thì nó có thể đi lên. Còn nếu như test lại khối lượng lớn thì nó có thể đâm thủng cái vùng nền 22 của ta. VPS chúng ta bỏ qua. Cổ phiếu MVS theo tính từ nền thì bạn nhìn thấy rằng nó cũng giảm rất mạnh. Ở đây nó giảm 70%, giảm rất lớn đúng không ạ? Từ vùng giá 24 của ta, từ vùng giá 24 về vùng giá 14, vậy giảm rất mạnh, giảm rất nhiều. Các nhà đầu tư gần như đã mất từ vùng 24 về 14, rất tối rất thấp luôn. Và khối lượng cũng rất là lớn ở đây, phân phối bán sàn bán ra rất lớn đây. Và khi nó kéo lên, chúng ta chờ đợi xem ở đây nó cũng phải vượt qua cái đỉnh
vùng trên là vùng kẹp hàng rất lớn của chúng ta, nên nó khó để lên lên thì lên được, còn chỉ lên được khi nó phải thay đổi cấu trúc của chúng ta. Và ở phía trên này cũng là một vùng vùng bán ra, và vùng bán ra này nó cần phải lên lên lại vùng 20, lên vùng 20 xong nó tiếp tục nó rơi hoặc nó tái tích lũy là chờ đợi thị trường. Còn tại cổ phiếu này nó cần phải test lại nữa, rơi khối lượng lớn này nó cần test lại đi lên vượt qua cái đỉnh, có thể vượt qua cái đỉnh 18 này rồi, nhưng cần test lại cái những cái nến này xem khối lượng còn nhiều hay không. Và những nhà đầu tư nếu bắt đáy đây đúng không ạ, chúng ta thấy rằng nếu bắt đáy vùng 14 lên vùng 18 phải cũng lãi khoảng nữa nếu khoảng mười mấy phần trăm rồi đúng không ạ. Ở đây nếu chúng ta bắt bắt đáy đúng không ạ, từ vùng giá 14 lên vùng giá phía trên là cũng đang được 30% cả. Như vậy là chúng ta hai cái nến này ở sàn HNX này, sàn ở sàn HNX đúng không ạ, đang kéo lên rất mạnh về hai cây nến này. Như vậy chúng ta đang chờ đợi nó test lại cái đường MA, có thể test lại đường MA 200 của chúng ta. Cổ phiếu ORS nó cũng rơi, cổ phiếu này cũng rơi rất mạnh từ vùng 21 về vùng giá 13. Chúng ta thấy rằng nếu chưa đỉnh tính về đáy thì nhà đầu tư cũng đã giảm 39%, 40%. Như vậy nó cũng đã giảm rất mạnh rồi. Có khi giảm rất mạnh với khối lượng thấp này, sau đó có sự hồi lên rồi, có sự đỡ cung đây rồi, cổ phiếu này có sự đỡ cung, như vậy nó cũng cần phải test lại lần nữa, test lại đường MA 20, 200 của ta, sau đó nó có thể là kéo lên vùng trên này, vùng kháng cự của nó. VSI chúng ta, cổ phiếu này khối lượng thanh khoản thấp mà bỏ qua, FPS nó cũng giảm rất mạnh rồi đúng không ạ, cổ phiếu này tính từ đỉnh thì nó giảm từ vùng giá 10 về vùng giá 6. Như vậy ở đây nó giảm 44%. Nếu chúng ta mua ở vùng giá trên này vùng 9.5 thì cũng giảm rất là mạnh rồi, giảm rất lớn. Và hiện tại ở phía trên này nó cũng là vùng kháng cự của ta, kháng cự rất mạnh thì nó cũng đợi nó lên được thì nó cần một thời gian. Trước hết nó phải vượt qua vùng cái đường MA 200 trước khi nó đi lên. Như vậy kịch bản của nó thì nếu chúng ta về đây test lại khối lượng thấp chúng ta mua, và lên phía trên này nó vượt hẳn lên phía trên này nó test lại lần nữa thì nó hình thành cấu trúc đi lên, còn không thì nó sẽ giảm rất mạnh để xuống tiếp tục xuống phía dưới. Đấy là SPS đúng không ạ. Cổ phiếu SHS, SHS thấy rằng cái nến này cái nến đỡ cung rất mạnh đúng không ạ, với 22-40 triệu cổ phiếu. Như vậy nếu hai phiên SAS còn tăng đã là 20%, và cái phiên này là phiên hàng về khối lượng tương đối thấp, nhưng chúng ta chờ đợi xem trong tuần với cái nến này hàng này về nữa thì nó test lại khối lượng như thế nào. Có thể ở đây nó test lại cái đường MA 150 của ta, nhưng mà đây nó vượt qua đường 1A150 thì khối lượng tương đối lớn, khối lượng tương đối lớn thì nó cần test lại lần nữa trước khi đi lên. SDI cũng có tính tương đỉnh, nó cũng giảm 30%. Như vậy cổ phiếu SDI thì so với các cổ phiếu khác nó vẫn giảm rất ít hơn đúng không ạ? Các cổ phiếu khác đều giảm trên 30%, cổ phiếu này mới giảm có 30% thôi. Và nó cũng quay lại cái vùng nền này, nền ngắn hạn của nó, nền này cũng nền ngắn, còn nền dưới của nó gọi là nền dài đúng không? Nền này gọi là nền dài của chúng ta. Và nếu nó gãy thì nó gãy về 22, còn nếu như về từ 36 về 22 thì nó giảm rất nặng. Và ở đây nó bán ra rất lớn này, những cái nến bán ra và nó hồi lên, nó có thể nó hồi lên vùng đốc gáp của chúng ta. Thì khi nó hồi lên vùng đốc gáp thì như vậy cái dư địa nó cũng không cao đúng không ạ, và chúng ta chờ đợi xem nó có test lại hay không. Nếu nó không test lại nó lên phía trên này, nếu thị trường nó không test lại thì nó có thể lên phía trên cho nó rơi xuống, vì nó thì nó rơi xuống. Còn nếu như nó test lại thì chúng ta chờ đợi cái kịch bản nó khác nữa, còn nó test lại thì nó kịch bản khác. Nếu nó test lại thì nó sẽ test xong thì nó lên lốc gác và nó sẽ tích lũy tại phía trên, cái phía trên này nó sẽ tích lũy. Ở đây thì đấy là cổ phiếu SSI, cổ phiếu VCI đúng không? VCI thì nó tính, chúng ta có tính từ đỉnh về đến đáy
nó cũng giảm 35%. Như vậy các cổ phiếu đa số là giảm trên 30%. Và hiện tại thấy rằng cái dòng tiền cũng đã vào, đúng không ạ? Khối ngoại bắt đầu gom lại cổ phiếu SNA, cổ phiếu VCI, và cổ phiếu này cũng đã, nếu chúng ta quan sát thì nó cũng đã bắt đầu, nếu ở đây đúng không ạ, so với cái đỉnh để tạo ra cái đáy này, thì đỉnh phía trên này các, đỉnh phía trên này, nhưng ở đây nó cũng đã vượt qua cái đỉnh ngắn hạn bằng việc cái nến là cái nến mua trước khi bán, đúng không ạ, quay lại cái đỉnh này, nó vượt qua cái đỉnh này, nhưng khối lượng nó vẫn, cái phiên này là khối lượng hơi luôn lớn, đúng không ạ, thì nó có khả năng nó sẽ test lại cái đường MA 200 của nó, có thể test lại đường MA 200 và sẽ đi lên phía trên, đi phía trên này. Nếu thị trường xấu thì nó test lại lần nữa. Thì đấy là cổ phiếu VCI. Cổ phiếu VDS, chứng khoán Dùng Việt, chúng ta cũng thấy rằng nếu như nó giảm ở đây, nó giảm 34% và nó hồi được hai cây xanh và hai cây trần ở đây, thì ở đây nó cũng gặp lại cái kháng cự, thì gặp lại kháng cự này, nếu như nó xấu thì nó gãy, đúng không? Gãy về lại dưới. Còn nếu không, nó test lại cái khối lượng thấp, các bạn nhìn thấy nó tương đối thấp rồi, thì chúng ta chờ đợi nó test lại, nó sợ nó cao hay nó thấp. Với khối lượng thấp thì nó sẽ đi lên, còn khối lượng được khối lượng cao thì nó tiếp tục rơi xuống. Cổ phiếu VND, VND thì cũng giảm 37% và nó quay lại cái nền giá của nó, và khối lượng nó cũng bắt đầu giảm dần, đúng không ạ, thì nó có thể nó lên lại vùng 19 chúng ta, cho nó test lại hoặc nó test lại đây và nó đi lên vùng trên này, sau đó nó có thể nó test lại lần nữa. Thì đấy là kịch bản đối với cổ phiếu VND có thể trong thời gian tới. Cổ phiếu VIX, cổ phiếu này trong thời gian qua cũng rất là hot vì nó lên rất mạnh, nhưng nó giảm, đã về lại cái nền của nó, nó giảm 42%. Như vậy lên bao nhiêu cũng giảm về bấy nhiêu, đúng chưa? Và khối lượng nó vẫn đang tương đối là cao, khối lượng nó cao. Như vậy lên vùng trên này là vùng kháng cự rất mạnh, thì nó có thể nó sẽ rơi lại lần nữa, test lại lần nữa. Để đối với cổ phiếu VIX. Như vậy đối với dòng chứng khoán chúng ta, thì những cổ phiếu đã giảm 30-40%, và có những cổ phiếu giảm trên 40%, và chúng ta có hai cái nến hồi lại với hai cái nến tăng, thì những cổ phiếu có tăng khoảng 10%, thì nó chuẩn bị được gặp lại vùng kháng cự của nó. Khi gặp lại vùng kháng cự này, nó sẽ quay lại test lại đường MA 200 của nó, và hoặc tới lại MA 150. Như vậy chúng ta sẽ không mua đuổi trong trường hợp tới, và chúng ta chờ đợi nó test lại trong một vài phiên tới, xem thị trường nó sẽ vốn thấp thì nó sẽ kéo lên, còn vốn cao thì nó tiếp tục rơi xuống. Vì chỉ số VN30 chúng ta, VN50 nó hồi lên và nó chuẩn bị gặp lại kháng cự, thì gặp lại kháng cự này nó có thể đi ngang một vài phiên đây và nó rơi tiếp về vùng dưới này, và vùng dưới này là vùng nó có thể là kéo lên, thì nó sẽ rơi một nhịp nữa, có thể rơi một nhịp nữa ở đây. Nếu như ở đây nó vẫn tiếp tục đi ngang 3-4 phiên, không lên được vượt qua vùng kháng cự này, thì nó rơi mạnh mẽ hơn, bởi vì lúc đó các nhà đầu tư tổ chức bắt đầu đã ra hàng đây, họ kéo lên với khối lượng thấp, đúng không? Họ bán ra khối lượng lớn. Nếu như tiếp tục đi ngang với khối lượng tương đối lớn thì lại rơi tiếp. Thì đấy là chỉ số của VN30 cũng như là chỉ số của các cổ phiếu dòng chứng khoán chúng ta. Bây giờ chúng ta sang cái nhóm, một nhóm tiếp theo cũng tương đối là hot đó, nhóm bất động sản, xem nó tạo đáy hay chưa. Như cổ phiếu DXG, đúng không ạ, nó giảm, tôi tính xem cổ phiếu DXG nó có giảm mạnh không, từ đỉnh hay không. Ở đây nó giảm 33%, như vậy nó cũng giảm tương đối là bằng các cổ phiếu nhóm chứng khoán, đúng không ạ. Và ở đây nó giảm xuyên cái đáy trước, đúng không ạ, nó tạo đáy trước. Ở đây nó đang bắt đầu hình thành vùng đi ngang, ở đây vùng đi ngang hấp thụ lại cung, không có người bán ra nữa, và đường giá đang nằm trên cái đường MA 20 của chúng ta. Và cổ phiếu này nó cần một thời gian nó hấp thụ, đúng không ạ. Ở đây nó đang đi ngang nhưng nó chưa có sự siết chặt, và nó cần có sự siết chặt lần nữa. Ở đây nó cũng siết chặt đây, đỡ cung đi lên, và
chúng ta xem mình test lại cái bình cần bằng cái vùng này, nếu test lại nếu không thấp thì nó kéo lên, còn không nó rơi xuống. Đấy, đối DIG. Cổ phiếu tiếp theo là cổ phiếu Nam Long nữa. Với cổ phiếu Nam Long này bạn nhìn thấy rằng nó cũng giảm cái đỉnh về đáy 28%, và đây là vùng dao động rất mạnh, vùng dao động rất mạnh, và nhìn thấy rằng đi lên đi xuống liên tục. Và cổ phiếu này để nó đi lên được thì nó cần phải có sự siết chặt ở đây, cần một có sự siết chặt ở đây trước khi nó đi lên. Các bạn thấy là con đường ở đây nó cần phải sự siết chặt để nó đi lên được, nó chưa thể đi lên được ngay. Cổ CO thì nó vượt qua lại cái vùng đây, là vượt qua lại hình gục của ta đúng không ạ? Khi nó về lại vùng hỗ trợ thì nó đã bật lên, và khi nó phải tạo ra cái vùng đi ngang siết chặt về giá thì nó tiếp tục đi lên, còn không thì nó sẽ tiếp tục sideways trong vùng giá này. Nếu mà sideways trong vùng giá này thì chúng ta vùng 22 chúng ta bán ra và chúng ta canh mua lại vùng dưới vùng 17, chúng ta sẽ trading theo kiểu T cộng, gặp hỗ trợ chúng ta có thể mua và gặp lên phía trên và bán ra. Đấy là cổ phiếu CO. Bởi vì vùng dưới này cũng có thể bán ra khối lượng lớn đúng không ạ, nhưng sau đó nó kéo lên với khối lượng bắt đầu cao hơn và bán ra khối lượng thấp hơn như vậy. Và vùng này là vùng gom lại hàng của nhà đầu tư tổ chức. DG cũng vậy, DG ở vùng này nữa đúng không ạ? Chúng ta thấy rằng những cái phiên đây là phiên tháng 10 đúng không ạ, cuối tháng 10 giảm rất mạnh, nhưng mà những cái nhóm bất động sản thì nó không giảm mạnh nữa. Ở đây nó đã giảm hết rồi, nó giảm hết thì DG nó cũng giảm từ đỉnh về đáy là 36%. Như vậy có thể nói thấy rằng nhóm bất động sản thì đã tạo đáy trước cái nhóm chứng khoán chúng ta luôn. Nó về đáy ở đây khi thị trường giảm rất mạnh nhưng mà nó không giảm nữa và bắt đầu nó có hồi phục lại ở đây. Cổ phiếu HDG, HDG cũng như vậy đúng không ạ? Khi gặp vùng này dưới này là những cuối tháng 10 nó giảm rất mạnh nhưng mà nó không giảm nữa, bắt đầu có sự chứng lại về giá. Như vậy chúng ta nếu chúng ta thị trường nó test lại đúng không ạ? Thị trường test lại thì các nhóm bất động sản cũng sẽ test lại và đây canh mua lại ở vùng dưới này, về khối lượng thấp như này, khối lượng bán ra thấp như này thì nó chúng ta sẽ canh mua lại ở vùng dưới. Chúng ta không mua đuổi đâu, chúng ta canh lại ngồi ở vùng dưới thôi. HDC cũng vậy, nhưng mà ở đây nó dao động rất là mạnh, các bạn nhìn thấy nó dao động mạnh. Với dao động mạnh thì nó không thể lên được ngay mà nó sẽ cần test lại. KDH cũng dao động rất là mạnh luôn trong vùng giá này, tuy nhiên nó đã tạo đáy luôn. Việc khi mà nó chỉ số VN Index nó tăng mạnh, nó giảm mạnh nhưng mà ở phiếu này nó không giảm nữa thì nó cho thấy rằng nó ở nhóm bất động sản nó bắt đầu tạo đáy. Và các bạn thấy rằng cổ phiếu này nó giảm từ đỉnh về đáy nó chỉ có 2%, như vậy nó đang cho thấy rằng đang khỏe hơn các cổ phiếu khác trong ngành luôn. Ở đây nó tạo đáy rất dài từ vùng từ tháng 9, đi ngang từ tháng 9 đến tháng 10. Khi mà tháng 9 bắt đầu là VN-Index dưới rất mạnh 150 điểm, nhưng ở đây nó về đây nó không giảm nữa, do thấy rằng ở đây các nhà đầu tư tổ chức bắt đầu mua lại này. Như vậy cổ phiếu KDH là cổ phiếu mạnh trong thời gian tới chúng ta cần quan sát. PDR thì như phân tích các buổi phân tích về tháng 9, chúng ta thấy rằng ở đây nó tạo một cái nền thứ hai, nền thứ nhất ở phía dưới đây rồi, nền thứ hai đây, và nền thứ ba này nó yếu đúng không ạ, nó lên. Với nền thứ ba này vì sao? Bởi vì cái thời gian tích lũy của nó ở nền hai nó thấp, nó ít, thì khi lên gặp thị trường chung nó xấu nó sẽ quay lại nền hai. Và nền hai này thì nó thời gian đang là từ tháng 7 của ta và đến đến tháng 11. Như vậy nếu chúng ta mua cổ phiếu này trong dài hạn, ở đây là vùng gom lại hàng đúng không, cái nền hai thì nó sẽ đi lên rất mạnh trong thời gian tới để tạo ra nền ba của chúng ta. Và đây nếu như cổ phiếu này tiếp tục đi ngang ở vùng giá 22 thì bạn có thể bắt đầu mua cổ phiếu PDG, bởi vì nó có thể kéo lên phía trên này ở sau cuối năm, bởi vì thường thường những quý cuối năm
và bất động sản bán được nhiều hơn và chốt lợi nhuận thì nó có thể kéo lên phía trên. Giờ đi gừng tôi bỏ qua. Novaland vẫn ở kênh dưới, do không nên tham gia vì nó chưa vượt qua kênh tích lũy. Chưa vượt qua kênh tích lũy chúng ta không nên tham gia vì không tăng lần. VSM thì giảm rất mạnh luôn, khối lượng bán ra rất lớn thì cổ phiếu này ta cũng chưa nên tham gia, mặc dù nó tạo đáy luôn, mặc dù nó tạo đáy ở đây nó giảm 44%, thì khi mà giảm 44% rồi, nếu mình test lại đây thì chúng ta sẽ đợi nó test lại và nó lên cùng một vẻ, chúng ta là vùng kháng cự. Ở đây là vùng bán ra rất lớn, ở đây cái nến này có lớn đúng không ạ, 15 triệu cổ phiếu. Sau đó do thấy rằng ở đây có sự hấp tụ lại cung với khối lượng lớn giảm mạnh thì mới có thấy sự hấp lại cung ở đây, và sau đó nó kéo lên vượt qua lại vùng phía trên này thì nó cần test lại, và cổ phiếu này khả năng sẽ tạo đáy ở vùng 40 và nó kéo lên vùng 48 chúng ta. CTD thì có thấy rằng nó đang khỏe hơn thị trường đúng không ạ, nó tạo đáy trước với từ chúng ta tháng 9 tháng 10, từ tháng 9 đến tháng 10 đúng không ạ, là cổ phiếu này đi ngang và chúng ta thấy rằng ở đây cái xu hướng cái đường giá nằm trên đường MA20 và chúng ta chờ đợi nó test lại, thì chúng test lại chúng ta có thể mua được cổ phiếu này với khối lớn như này đúng không? Cái nến là vào rất tiền rất lớn luôn, thì khi vào tiền rồi và test lại thì cổ phiếu này là cổ phiếu mà chúng ta cần quan tâm, chúng ta có thể mua được cổ phiếu này đúng không? Khi nó test lại chúng ta mua được cổ phiếu này vì dòng tiền lớn rất lớn ở đây rồi, và thứ hai là nó không bị gãy thị trường chung, nó giảm mà nó không giảm đúng không? Nó không giảm mà nó vẫn đứng ở vùng trên này. Vậy cổ phiếu CTD là cổ phiếu mạnh chúng ta cần quan sát, chúng ta mua. ITC là dòng bất động sản đúng không? Dòng bất động sản công nghiệp thì chúng ta thấy rằng nó cũng đã hồi lại và quay lại vùng nền này, đang hồi lại này, khối lượng bán ra rất lớn, ta chờ đợi lên phía trên vùng 37 chúng ta. Nếu lên vùng 37 này nó tích lũy lại thì nó sẽ đi lên, còn không thì nó rơi. KBC cũng như vậy. Nhà Từ Liêm cũng rơi về nền đúng không ạ? Nó cần một thời gian. Ở đây nếu chúng ta bắt đáy rồi thì chúng ta kéo lên phía trên này, chúng ta có thể lợi nhuận khoảng từ 10 đến 15%. PR cũng vậy, nó cũng có hai cái nến hồi phục. Và đây phía trên này là vùng cản thì chúng ta có thể mua lại những test và bán lên phía trên này. BPG cũng vậy. BPG thì bạn thấy rằng ở đây nó đang tạo đáy trước, khi nó giảm thì giảm ở đây từ tháng 9 tháng 10 đúng không ạ? Và khi đến tháng 10 cuối tháng 10 nó cũng giảm rất mạnh, nhưng mà ở đây nó không giảm nữa, nó đi cùng với dòng của nó, dòng bất động sản thì hiện tại đang tạo đáy luôn. Như cổ phiếu 57 cũng vậy, 57 chúng ta cũng cần quan tâm vì khối lượng đã tương đối thấp rồi, khối lượng tương đối thấp rồi. Và ở đây nó cũng khi mà thị trường giảm luôn, nó không giảm mạnh nữa, vẫn ở vùng cái giá 22 chúng ta, vùng giá 20 nếu so với đây đúng không ạ, nó giảm 15% thôi. Nếu so với các cổ phiếu dòng chứng khoán đúng không ạ, thì ở đây nó đang tạo đáy. Và nếu như cổ phiếu này nó đi lên rồi đúng không ạ, nó lên ở đây nó cần có sự tích lũy lại, đi ngang tích lũy với một vài phiên với cái khối lượng thấp như này đúng không ạ, đi ngang tích lũy với độ thấp thì nó sẽ kéo lên. CI cũng vậy, ở đây nó có ba cái nến. Nó ở đây khả năng tạo đáy ở đây, nhưng nó cần phải test lại để cho nhà đầu tư yếu đi bán ra. Y gãy rất sâu đúng không ạ? Y C cũng đánh gãy rất sâu. Y T A cũng vậy. Như vậy là dòng bất động sản đang có khả năng tạo đáy trước, thì các bạn có thể tham gia mua dòng bất động sản khi mà thị trường chung nó test lại. Đặc biệt chúng ta chú ý đến cổ phiếu, các cổ phiếu như là năm đầu tiên cổ phiếu KDH, cổ phiếu
CTD. Đây hai cổ phiếu rất mạnh của thị trường chung, dòng tiền vào rất mạnh. CO cũng tạo đáy, đúng không? CO cũng tạo đáy và CTD. Đây là những cổ phiếu mình chúng ta cần quan tâm vì dòng tiền vào rất mạnh rồi. Và dòng tiền mạnh thì cần test lại ở cái vùng này, vùng dưới này nữa. Vì chúng ta thấy rằng khi lên phía trên này là các nhà đầu tư sẽ bán ra và gặp lại vùng kháng cự phía bên tay trái này, thì những nhà đầu tư sẽ bán ra và chúng ta sẽ mua lại khi mà thị trường nó test lại với khối lượng thấp. Thì đấy cổ phiếu chúng ta quan tâm trong thời gian tới. Và chúng ta hay có dòng chứng khoán và dòng dòng bất động sản, thì dòng bất động sản là khả năng tạo đáy trước. Chúng ta sang một cái dòng, đi qua một dòng nữa, đó là dòng ngân hàng, cũng là một dòng lớn của chúng ta, là chỉ số của VN10 đúng không ạ? Thì đối với cổ phiếu CTG đúng không ạ? CTG mình ghi thị trường chung giảm đúng không ạ? Giảm từ đây tháng 10 đúng không ạ? Đến đây nó cũng không giảm nữa và khả năng tạo đáy nó cũng khả năng ở đây rồi. Vietcombank, Vietcombank cổ phiếu mạnh đúng không ạ? Thị trường chung giảm nó cũng giảm mạnh nữa, ở đây nó đang tích lũy lại vùng giá này. ACB khi ở đây nó cũng không giảm nữa, nó về lại cái nền này cũng không giảm nữa rồi. BIDV nó giảm mạnh hơn, gãy gãy vùng dưới này, gãy hẳn vùng sâu vùng dưới. MBS cũng về lại nền của nó và khối lượng nó đầu giảm giảm mạnh đây, khi mua thì tăng lên. Cổ phiếu TCB cũng giảm rất mạnh và đang hồi lại. STB có gãy về cái nền của nó luôn, gãy lại về nền dưới. OCB hồi rất mạnh so với các nhóm ngân hàng thì cổ phiếu này hồi rất mạnh, nên cho thấy dòng tiền đã đi vào. Và khi hồi như vậy thì chúng ta canh, chúng ta quan sát chúng ta mua thì thế là khả năng của cổ phiếu này nó có tin gì chứ, cổ tức chẳng hạn, đúng không ạ? Thì cổ phiếu này đang đang sự gom lại tiền, gom lại tiền rất mạnh, dòng tiền bán rất lớn. VAB cũng hồi nữa, nhưng mà hồi yếu. VAB cũng hồi yếu đúng không ạ? Quay lại mình nền HDB hồi rất mạnh đúng không ạ? Thì đấy là các cổ phiếu của dòng ngân hàng. BB đang ở nền, NAB cũng hồi rất mạnh, RVB đang hồi lên hồi lại, SHB đang về lại cái nền này, DB cũng về lại cái nền của nó. Như vậy dòng dòng chứng khoán, dòng ngân hàng thì chúng ta chỉ chủ yếu đến các cổ phiếu đã tạo đáy như là CTG và OCB hồi lên hồi mạnh hơn trong nhóm khác hay HDB. Như vậy HDB cổ phiếu và Vietcombank cái cổ phiếu không giảm trong thời gian qua thì những cổ phiếu chúng ta cần quan sát trong thời gian tới. Kênh hướng dẫn đầu tư chứng khoán phái sinh Forex vàng dựa trên phương pháp Wick Out kết hợp Bright Action phân tích hành động giá và dựa trên cấu trúc thị trường SCMC để xác định xu hướng của biểu đồ giá trong chứng khoán. Hãy bấm chuông để đăng ký kênh. Basic Invest chia sẻ kiến thức nền tảng về đầu tư chứng khoán.